chiến vì danh dự. Cuộc tái đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam vào 18 giờ 35 ngày 10 tháng 10 trên sân Đại Liên, Trung Quốc nằm trong khuôn khổ một trận giao hữu quốc tế, nhưng sự chờ đợi và hồi hộp của khán giả có lẽ không kém so với những lần đôi bên gặp nhau ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cuộc tái ngộ của U Lây và hàng thủ Việt Nam. Ở lượt đi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cách đây 2 năm, sự tỏa sáng của U Lây đã giúp đội Trung Quốc vượt qua thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với tỷ số 3-2. Cú đúp bàn thắng của U Lây đã khiến rất nhiều cổ động viên Việt Nam hụt hẫng, bởi đó là trận hiếm hoi tại đấu trường khốc liệt này mà đội tuyển Việt Nam chơi tốt và có thế trận cân bằng với đối thủ. Thậm chí có những thời điểm chúng ta còn kiểm soát bóng tốt hơn và có những cơ hội rõ ràng để vươn lên dẫn trước. Với những tình huống di chuyển không khéo, khả năng chọn vị trí và kỹ năng dứt điểm của một sát thủ từng ghi bàn vào lưới Barcelona tại La Liga, U Lây đã trừng phạt hàng thủ Việt Nam bằng những bàn thắng đẳng cấp. Đó cũng là một trận đấu không thể nào quên với trung vệ trẻ Thanh Bình. Được thầy Park đưa vào sân thay thế cho Tiến Dũng, Bình đã được trao trọng trách theo kèm U Lây. Nhưng kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh non nớt đã khiến trung vệ trẻ sinh năm 2000 mắc lỗi. Hai tình huống Bình chỉ tập trung quan sát bóng mà bỏ quên đối thủ để U Lây chạy vượt mặt và ghi bàn. Bây giờ U Lây đã không còn thi đấu tại La Liga, Thanh Bình cũng đã đánh bại mặc cảm để trở thành một trong những trung vệ hàng đầu Việt Nam với khả năng chuyên môn vượt trội và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Và đến thời điểm hiện tại, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam không chỉ có Bình mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ngọc Hải, Duy Mạnh và sức trẻ, tốc độ, sự bật vọt của những ngôi sao trẻ như Tuấn Tài, Việt Anh. Đó sẽ là rào cản thực sự đối với U Lây nếu ngôi sao Trung Quốc muốn lập công và mang chiến thắng về cho đội chủ nhà. Tiến Linh và Duyên ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Cách đây 4 năm, Tiến Linh đã ghi cú đúp vào lưới đội tuyển U22 Trung Quốc trong trận giao hữu quốc tế ngay tại Trung Quốc. Đó gần như là chiến thắng quan trọng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ với bóng đá Trung Quốc. Đó cũng là dấu mốc cho thấy chúng ta không còn sợ đối thủ, bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến bộ còn đội Trung Quốc lại đang có những dấu hiệu sa sút. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thêm một lần nữa Tiến Linh gieo sầu cho đối thủ khi ghi bàn trong cả trận đấu lượt đi và lượt về. Đó không chỉ là những bàn thắng cực kỳ quan trọng để chúng ta có được kết quả tốt trước đối thủ mà còn là những pha dứt điểm đẹp mắt với kỹ năng dứt điểm hoàn hảo. Đây là khoảng thời gian thăng hoa của chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam khi anh ghi tới 8 bàn tại vòng loại World Cup 2022 và cũng đã góp công lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam những năm qua. Thời điểm hiện tại, Tiến Linh chưa có được phong độ tốt nhất. Anh thi đấu khá mờ nhạt tại V-League và thậm chí còn chưa được ra sân dưới thời huấn luyện viên Philip Trucci. Nhưng ở cấp độ nào đi nữa, các huấn luyện viên ở câu lạc bộ như Lê Huỳnh Đức hay ở trên tuyển như thầy Trucci và trợ lý Việt Thắng đều đánh giá cao phẩm chất và các kỹ năng của Tiến Linh. Họ muốn Linh nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, cả những ưu thế và những nhược điểm. Tìm ra nguyên nhân cốt lõi khiến tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương bị chững lại trong khoảng hơn một năm trở đây. Trận đấu với đội chủ nhà Trung Quốc vào hôm nay không chỉ là cơ hội để Thanh Bình đứng dậy sau cú vấp trước U Lây vào 2 năm trước, không chỉ là cơ hội để Tiến Linh tìm lại hình ảnh của chính mình sau những sa sút, mà trận đấu còn là màn so tài thực sự về mặt danh dự và thương hiệu của hai nền bóng đá. Người ta hay nói một trận đấu thì chưa nói lên nhiều điều, nhưng với cuộc đối đầu giữa đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam thì rất có thể mọi thứ sẽ khác. Bởi đó là một trận chiến vì danh dự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.